Chào các bạn. Bây giờ mình sẽ nói về toán tử bit ở trong Java. Thì cũng tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác thì Java cũng hỗ trợ các cái toán tử để thao tác với bit. Tức là chúng ta khi sử dụng toán tử này thì các cái giá trị sẽ được chuyển về kiểu bit để thao tác. Ở đây mình có một cái demo, mình khai báo ba cái biến int. number1 bằng 30, number2 bằng 6 và number3 bằng 0. Thì các cái toán tử bit ở trong Java hỗ trợ rất là đầy đủ bao gồm toán tử n, toán tử o, xo, rồi toán tử đảo chiều, toán tử left shift, right shift và toán tử zero fill thì mình sẽ chạy demo và giải thích tại sao cái kết quả nó lại ra như vậy cho các bạn xem. Đây, ở đây ví dụ mình chạy demo thì các bạn thấy là number 1 mà sử dụng toán tử n với number 2 thì kết quả ra bằng 6. Thì tại sao lại có cái kết quả này? Thì mình sẽ giải thích như sau. Khi mà sử dụng toán tử bit ấy, thì cái giá trị 30 number 1 bằng 30. Giá trị này sẽ được chuyển về dạng bit thì nó sẽ là 0 0 0 1 1 1 0 như thế này. 1 2 Đây, mình sẽ cách ra thế này cho nó dễ nhìn. Number 2 bằng 6 thì cũng được chuyển về giá trị uh, bit như sau. 0 0 0 0 0 1 1 0. À convert như thế nào thì các bạn có thể lên Google search các cái website mà giúp chúng ta convert từ số nguyên sang dạng bit, rất nhiều các cái website như vậy nó sẽ giúp các bạn chuyển đổi để các bạn nhìn thấy cái kết quả nó giống như thế này thì cái toán tử n với thao tác bit nó sẽ thao tác trên cái số này thì quy tắc của cái toán tử n là như sau nếu mà hai cái nếu mà hai cái giá trị này đều bằng 1 thì kết quả với toán tử n sẽ trả về một còn nếu không thì nó sẽ trả về không thì nó cũng thực hiện lần lượt hai cái không này n với nhau hai cái một này n với nhau hai cái một này end với nhau đây, như thế này lần lượt từng bit từng bit một của hai cái biến number 1 và number 2 thì kết quả ra của cái này nó sẽ là mình sẽ viết luôn kết quả ở đây n thì khi bạn dùng toán tử n với hai cái giá trị trên thì chúng ta sẽ được 0 n 0 thì trả ra 0 0 0 0 1 n 0 thì trả ra 0 tiếp tục 1n0 ra 0, 1n1 trả ra 1. 1n1 trả ra 1 và 0n0 trả ra 0. Tức là cái kết quả này khi in ra đổi về dạng int thì nó lại bằng 6. Cho nên là các bạn thấy là khi chúng ta sử dụng toán tử n này, toán tử n thao tác bit thì number1 n number2 kết quả ra bằng 6. Tương tự như vậy, chúng ta cũng làm tương tự với or và xor Đấy, hay là các toán tử left shift và right shift thì à, mình sẽ đã, đã giải thích cụ thể ở trên uh, website của Techmaster. À, toán tử bit thì nó sẽ cho phép chúng ta thao tác với cái cái performance rất là nhanh. Nhưng mà nó có một nhược điểm là nó sẽ gây khó hiểu vì uh, cái code của chúng ta nó sẽ khó giải thích, khó hiểu đối với những cái người mới cho nên là chúng ta sẽ hạn chế sử dụng toán tử bit. Ok, cảm ơn các bạn.